chọn một cái tốc độ đánh tối ưu, thì chúng ta sau thời gian cỡ tầm 5 phút thì chúng ta sẽ tiến hành khởi động máy phở và chúng ta hoạt động. Khi nào mà bột của chúng ta tới mà chúng ta chưa chạy máy thì chúng ta có thể để riu riu, có nghĩa là đánh từ từ để nó không bị lắng bột. Đó là không có con người nào cả. Bây giờ hệ thống công nghiệp hóa về điện tử, tất cả mọi thứ nó đã thay thế cho hoàn toàn con người. Chúng ta các bạn thấy không? Không đứt, siêu dài. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Phonix Vlog máy thực phẩm. Và hôm nay kết thúc năm 2020 và chuẩn bị bước qua năm 2021 thì công ty Phonix sẽ cho ra đời một cái dây chuyền sản xuất bánh phở hoàn toàn tự động. Ở đây chúng ta từ ngày hôm nay là chúng ta không cần phải sử dụng con người và không cần phải khuấy bột cũng giống như là pha bột nữa, và tất cả mọi thứ, mọi công đoạn đó chúng ta đều có thể làm hoàn toàn tự động bên cái dây chuyền nhỏ của công ty Phonix. Khi mà đội ngũ của công ty Phonix nghiên cứu 2-3 năm nay thì chúng tôi đã cho ra đời một cái dòng máy phở hầu như là đã chạy trên thị trường, là chúng ta biến những cái ẩm thực của Việt Nam mình ra thế giới, ngay cả bánh mì cũng giống như phở. Thì phở chúng ta không cần phải ăn phở khô nữa, và bắt đầu những cái nhà hàng ở Việt Nam trên toàn thế giới đã rục rịch và đã chuyển dần sang phở tươi, và cái nhu cầu đó càng ngày càng tăng lên. Mà khi mà chúng ta sản xuất phở như vậy thì tiếp thu những ý kiến của khách hàng, thì những anh chị bên nước ngoài có phản hồi về là nhân công bên đó quá cao, vì sao chúng ta không làm một cái dây chuyền nhỏ thôi nhưng hoàn toàn tự động. Thì hiện tại năm 2021 thì chúng ta xuất hiện lên một anh bạn này. Đây là máy trộn, pha bột và bơm bột tự động. Nó kết nối với cái hệ thống máy phở đã phát triển của công ty Phonix trước đây, thì tạo ra một cái dây chuyền có thể sản xuất hoàn toàn tự động. Và khi mà chúng ta hoàn toàn tự động vậy, chúng ta sẽ tiết kiệm được nhân công, cũng giống như là cái tỷ lệ pha bột của chúng ta sẽ chuẩn hơn. Điều đó giúp cho cọng phở của chúng ta khi mà ra thì nó đồng đều nhau và ra rất là nhanh, gọn, lẹ, và cái tiêu chuẩn của nó ra rất là đồng đều. Đúng không? Khi mà các bạn mua cái dây chuyền sản xuất phở của công ty Phonix, ngoài chất lượng máy móc ra thì chúng tôi cũng cam kết là hỗ trợ quý vị là xuất khẩu này, có nghĩa là đo từ Việt Nam cho đến nước ngoài. Cũng giống như một điều nữa là chúng tôi có thể xuất khẩu được những cái bột phở, có nghĩa là bột phở của chúng ta được xác định là đã có chứng nhận FDA, thì khi mà qua nước ngoài chúng ta có thể dễ dàng để hoạt động. Health Department ở bên nước ngoài người ta sẽ cho mình sử dụng máy cũng giống như là sử dụng cái nguyên liệu đầu vào, và chúng ta đảm bảo 100% rằng là gì, là khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống này cùng với bột của công ty Phonix thì sẽ bao 100% là ra cọng phở cho quý vị các bạn. Tại vì công ty Phonix có một cái chương trình, nếu các bạn mua máy phở của công ty Phonix trong năm 2020 thì chúng tôi sẽ bảo hành máy là 1 năm, nhưng riêng về phần điện chúng tôi sẽ bảo hành lên đến 2 năm, tại vì chúng tôi lắp ráp được những cái linh kiện rất là tốt của những nhà sản xuất linh kiện uy tín giống như Mitsubishi, LS hay là Teco của Đài Loan. Đó, những cái đó là những cái mà chúng tôi mong muốn đem đến hàng càng ngày thì cái chất lượng sản xuất máy của công ty Phonix càng tăng lên. Thì hôm nay chúng ta sẽ vận hành cái chiếc máy phở và cái dây chuyền sản xuất phở của công ty Phonix. Thì ở đây là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái máy pha phở, pha bột, trộn bột và bơm bột tự động qua cái máy phở của công ty Phonix. Thì hiện tại ở đây chúng ta thấy tự nhiên hôm nay năm 2021 xuất hiện thêm một cái màu đỏ nữa rất đặc trưng của Phonix. Thì hiện tại đây chúng ta sử dụng một cái cảm biến, đúng không? Một cái cảm biến khi mà chúng ta bơm cái mực nước và cái mực bột ở chạy ở trong đây thì tất cả mọi thứ yếu tố hoàn toàn tự động. Để có cái máy đầu tiên trong cái dây chuyền sản xuất phở tự động của công ty Phonix, đó là máy pha trộn bột phở tự động. Thì cái máy này được kết cấu hoàn toàn bằng inox 304 Bosco. Ở đây chúng tôi sử dụng một cái loại inox rất là dày, và cái dung tích của cái này là lên tới 60 lít, thì chúng ta có thể chứa được cỡ tầm 55 lít bột phở. Nó sẽ giúp chúng ta ra cỡ tầm 130 tới 140 kg phở thành phẩm. Cái máy mà xuất đi nước ngoài thì nó phải đảm bảo được cái yêu cầu về vấn đề an toàn cũng giống như vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra ở dưới đây, dưới cái hệ thống truyền động này, nó cũng có một cái gạt te, thấy không? Dưới cái hệ thống truyền động này nó cũng có một cái gạt te giúp cho cái quá trình chuyển động ở trên đây, nó chuyển động từ motor qua tới cái cần này, đúng không? Qua tới cái cần này khi mà quay thì chúng ta cũng không bị rớt những cái dâm, gọi là cái dâm motor, khi mà cái dâm mà của dây đai khi mà nó hoạt động á, nó rớt những cái nhỏ li ti xuống cái bề mặt bột. Đó, chúng tôi tính toán được cái quá trình đó.
Thêm một điều nữa, ở đây chúng ta sử dụng hai cái OCB, hai cái OCB của nhà sản xuất Asahi, không? Asahi là một cái tên tuổi rất của Nhật, không? Thì sử dụng hai cái mặt đạn, hai cái OCB Asahi này giúp cho cái độ bền cũng giống như cái khi mà chuyển động của trục mà đánh nó rất là ổn định hơn so với những cái mặt đạn thông thường. Ngoài ra, để đáp ứng được cái tiêu chuẩn an toàn điện ở bên Mỹ thì chúng tôi sử dụng motor Hitachi có chứng nhận CUL và UL của Mỹ. Khi mà các bạn nhập cái máy này qua thì các bạn có thể đăng ký và có thể chạy luôn, không cần phải test motor lại nữa, cũng giống như không cần phải đăng ký những cái giống như những cái motor của Việt Nam. Sau khi mình giới thiệu cho các bạn thấy được cái máy trộn bột phở bơm bột tự động như thế nào, thì để vận hành một cái dây chuyền tự động này thì chúng ta không thể thiếu một cái máy mà có quyết định tất cả mọi thứ khi mà chúng ta ra được cái sản phẩm, đó là máy phở năm 2021 của công ty Phoenix. Thì hôm nay cái máy này đặc biệt hơn, nó có một cái cảm biến để chúng ta có thể đọc được cái dữ liệu của cái bên kia và sẽ điều khiển cái máy kia bơm bột qua bên đây tự động. Thì cái máy năm 2021 này khác biệt, bề ngoài của nó thì giống nhau nhưng mà nó khác biệt hoàn toàn với lại máy 2020 hoặc 2019. Tại vì chúng tôi gia công CNC nên là tất cả mọi thứ nó êm hơn, nó hoạt động ổn định hơn. Để minh chứng cho điều đó rất nhanh gọn thôi, không cần phải nói nhiều, thì chúng ta sẽ vận hành chiếc máy này. Một cái điều nữa mà để bổ sung cho cái quá trình mà làm cho cái điều khiển nhiệt của chúng tôi tốt hơn thì chúng tôi sử dụng một cái hệ thống điều khiển mới. Từ năm 2020 thì công ty Phoenix đã không lắp ráp linh kiện điều khiển máy ở trên máy nữa, và chúng tôi đã bắt đầu sử dụng linh kiện điện tử từ năm 2020, nên bắt buộc nó phải làm mát, và cái linh kiện điện tử của chúng ta muốn có độ bền cao cũng giống như tuổi thọ cao thì nó phải tách hoàn toàn với hệ thống cơ khí. Đó là một cái đặc điểm nhận dạng của những cái máy đời 2020 và máy 2021. Và cái máy 2021 này nó có cái gì khác biệt? Cái máy 2021 này nó sử dụng một cái bộ điều khiển, có nghĩa là nó sẽ tự học được. Sau cái quá trình mà chúng ta chạy cỡ tầm 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày thì chúng nó sẽ thu thập cái dữ liệu và nó sẽ tự đọc được, nó sẽ tự tính toán ra cái nhiệt độ mà để chạy được cái phở ở bên cái môi trường mà chúng ta lắp đặt máy giống như Nga hay là giống như Mỹ hay giống như châu Âu, thì nó sẽ ra một cái thông số nhiệt độ chính xác. Và mỗi lần thí dụ nhiệt độ bên ngoài thay đổi thì nó sẽ tự động tính và nó tự động bù nhiệt vào, giúp cho bánh phở của chúng ta ra luôn luôn đồng đều và chúng ta không cần phải xét nhiệt độ giống như những cái máy 2020 trở về trước. Đó là cái điều ưu tiên của những dòng máy năm 2021. Phiên bản năm 2021 thì tất cả mọi thứ đều được tự động rồi, nên chúng ta sẽ điều khiển một cái máy này thông qua ba cái nút. Cái nút đầu tiên là cái nút nguồn, có cái chuyện gì chúng ta sẽ ấn vô đây thì nó sẽ hoàn toàn tắt cái nguồn của chúng ta, cái nguồn cấp điện, giúp cho chúng ta vận hành an toàn và thỏa mãn được cái tiêu chí an toàn của những cái nước mà chúng ta xuất khẩu máy đi. Tiếp theo là chúng ta có một cái đồng hồ. Thì cái đồng hồ này là cái đồng hồ 2021 thì chúng tôi sử dụng đồng hồ LCD để giúp cho chúng ta vận hành cái máy này, và cái đồng hồ này nó sẽ thông minh hơn. Đó, thì sau đây mình sẽ bật cái công tắc lên. Đó, thì đồng hồ chúng ta sẽ tự nhảy và chúng ta sẽ báo được hiện giờ nhiệt độ phòng quay phim là 26 độ. Và cái nhiệt độ mà cái nó dò, cái nghĩa là nó dò và nó học trong cái bộ xử lý này, nó dò và nó học. Thì cái nhiệt độ ở tại Việt Nam là 30-35 độ, thì cái nhiệt độ chạy phở tối ưu là 135 độ, nó sẽ tự học. Qua bên nước ngoài, qua quá trình 5-7 ngày thì nó cũng tự học để nó điều chỉnh được cái nhiệt độ chạy mong muốn. Đó là cái điều khác biệt của năm 2020. Để vận hành chiếc máy này, đầu tiên chúng ta phải kết nối cái hệ thống điều khiển với lại hệ thống điện của chúng ta. Sau đó thì hôm nay mình sẽ để cho quý vị các bạn trực quan hơn, thì mình sẽ mời anh Khang là một cái người kỹ thuật của công ty Phoenix chuyên về vận hành máy phở, sẽ giúp mình vận hành chiếc máy này để các bạn theo dõi rất là sinh động và trực quan. Ok, bây giờ mời Khang vô để vận hành chiếc máy này. Việc đầu tiên là chúng ta phải khóa, trước khi mà chúng ta sử dụng cái máy này để chúng ta bỏ nước vào thì chúng ta phải khóa cái van lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bỏ cái bột, bỏ nước vào. Đó. Chúng ta không thể làm ngược lại nha. Quý vị không thể làm ngược lại, tại vì sao? Nếu mà chúng ta bỏ bột vô trước và nước vô sau, nó sẽ bị vón cục bột và lúc đó làm cho cái quá trình trộn bột của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đó, tiếp theo thì tiếp theo thì chúng ta sẽ cho cái này, cho cái hệ thống trục của chúng ta điều khiển cái tốc độ của động cơ quay cho nó chậm thôi, tạo thành một cái nguồn. Đúng không? Để khi mà chúng ta bỏ bột vào, bột của chúng ta không bị vô một chỗ. Để cho bột của chúng ta mà khi mà bỏ vào đó nó không có bị vón cục, đúng không? Thì chúng ta phải bỏ đột đều tay. Đó. Và cái
cái tốc độ trộn của chúng ta phải chọn cái tốc độ thích hợp, đúng không? Chúng ta chọn vừa phải thôi, không có chọn nhanh quá thì nó sẽ bụi mù mịt lên, mà nếu mà chậm quá thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng bóng cục. Sau khi mà chúng ta cho bột xong, đó thì chúng ta sẽ tiến hành chỉnh cái hệ thống này để chúng ta đánh được tới bột. Đây thì các bạn, đây cameraman quay kỹ cái lúc mà chúng ta điều khiển cái tốc độ đánh này. Cho những cái người nào mà người ta coi cái video clip này, anh chị em nào coi cái video clip này cũng có thể vận hành được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tăng cái tốc độ đánh bột lên để bột của chúng ta mau tới. Đó, đó là tác dụng của cái vấn đề mà điều khiển cái tốc độ này. Nếu mà chúng ta để điều khiển một cái tốc độ thôi thì chúng ta chọn bột không bao giờ ngon được. Chúng ta phải điều chỉnh tốc độ nó tùy vào cái lượng bột và tùy vào, thí dụ chúng ta đánh 10 kg, chúng ta chỉ chọn bột tốc độ khác. Chúng ta đánh 20 kg nó sẽ khác, đánh 30 kg nó sẽ khác. Thấy không? Và chúng ta cũng không nên chỉnh nhanh quá, nếu mà chỉnh nhanh quá thì nó sẽ trào ra bên ngoài. Đúng không? Tốc độ đánh bột tối ưu là tốc độ như thế này. Chúng ta trộn cái bột này cỡ tầm 5 phút. Sau thời gian 5 phút thì chúng ta sẽ khởi động máy phở và chúng ta sẽ bơm bột tự động. Và lúc đó chúng ta không cần phải làm một cái gì thêm. Máy của chúng ta sẽ hoàn toàn tự động và chúng ta sẽ thu được cái thành phẩm là phở được sản xuất rất nhanh gọn của ngày hôm nay. Một cái tốc độ đánh tối ưu thì chúng ta sau thời gian cỡ tầm 5 phút thì chúng ta sẽ tiến hành khởi động máy phở và chúng ta hoạt động. Khi nào mà bột của chúng ta tới mà chúng ta chưa chạy máy thì chúng ta có thể để riu riu, có nghĩa là đánh từ 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 để nó không bị lắng bột. Đó là tác dụng của cái cối này. Đó, các bạn thấy không? Sau thời gian đánh cỡ tầm 3 tới 4 phút thì chúng ta thấy cái hỗn hợp bột phở của chúng ta đã gần tới. Và chúng ta đánh cỡ tầm 2 phút nữa thì chúng ta sẽ được cái hỗn hợp này. Theo cái kinh nghiệm của bên mình là như vậy. Đó, bột của chúng ta khi mà tới rồi nó sẽ đều như vậy. Và chúng ta đánh riu nó sẽ rất là ok. Các bạn thấy không? Khi mà đánh lên á, bột của chúng ta sẽ hòa tan dần. Thì khi mà chúng ta đánh một cái khối lượng bột cỡ tầm 40 lít, 50 lít, 60 lít thì cái cối này cũng có thể, chúng ta có thể hoàn toàn có thể giải đáp được. Và chúng ta cũng có thể vận hành được. Cái mùi bột phở của chúng ta, tại vì quay qua màn hình không có thấy thôi, nhưng mà cái mùi bột phở lên rất là thơm. Tại vì làm từ 100% từ nguyên liệu là gạo, không có một cái chất bảo quản hay chất phụ gia gì khác, đúng không? Đạt đủ tiêu chuẩn FDA của Mỹ. Sau khoảng 5 tới 6 phút trộn bột thì chúng ta phải kiểm tra bột. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn kiểm tra bột. Theo cái con mắt của mình thì nó đã ok rồi, nhưng mà bước đầu tiên chúng ta kiểm tra bột là chúng ta phải tắt cái công tắc này, đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành vớt cái bột lên để chúng ta coi như thế nào. Đây các bạn này, khi mà chúng ta làm thực phẩm thì chúng ta phải đeo bao tay vào để cho đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó, cái bột của chúng ta không còn cặn nữa. Bây giờ Khang giúp anh vớt cái ở dưới thì coi nó còn cặn, ở trên thì chắc chắn không còn cặn được. Phía dưới có còn cặn không? Đó, không còn cặn nữa là ok. Bây giờ chúng ta tiến hành chạy máy phở năm 2021 một cách rất là đơn giản và dễ dàng như sau. Đầu tiên thì chúng ta sau khi kiểm tra xong, đúng không, thì chúng ta sẽ cho cái cánh khuấy của chúng ta quay đều, có nghĩa là quay tốc độ chậm để khi mà quá trình chúng ta sản xuất phở, ví dụ 1 tiếng hay là 1 tiếng rưỡi, cái bột của chúng ta không bị lắng động. Đó là cái tác dụng thứ hai của cái máy này, đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ chuẩn bị và chúng ta bơm bột lên tới cái máy của chúng ta. Đó, đầu tiên thì chúng ta phải đây nè, cameraman quay trực tiếp nè. Đầu tiên thì chúng ta phải mở cái đó ra. Mở ra và chúng ta sẽ bơm bột. Bột của chúng ta sẽ được bơm lên nóng. Đây, các bạn thấy không? Đó, bột của chúng ta sẽ được bơm đều lên nóng. Ở trên đây, chúng ta sẽ có một cái cảm biến. Khi mà bơm đầy, đúng không? Hiện giờ nè, tay của Hải nè và tay của kỹ thuật không hề đụng chạm về hệ thống điều khiển. Khi mà bơm xong thì máy của chúng ta, bơm của chúng ta sẽ không có hoạt động nữa. Và lúc đó cái đầu cảm biến của chúng ta, cảm biến mực nước, nó sẽ đọc được và nó sẽ cho cái quá trình chạy của chúng ta được liên tục. Đó, rất là dễ dàng để vận hành. Sau khi mà cái nhiệt độ chúng ta lên tới đúng bằng cái nhiệt độ cài đặt mà máy của chúng ta đã tự và cho ra cái con số là 135 độ theo cái thời tiết của Việt Nam, thì bắt đầu chúng ta sẽ vận hành máy và chúng ta sẽ thu được bánh phở trong tích tắc đây thôi. Thấy không? Không có con người nào cả. Bây giờ hệ thống công nghiệp, công nghiệp hóa về điện tử, tất cả mọi thứ nó đã thay thế cho hoàn toàn con người. Chúng ta không hề tốn một nhân công để vận hành cái máy này nữa. Đó, bây giờ chúng ta có thể đi chơi thoải mái. Trong thời gian này chúng ta có thể relax, lên mạng, đọc tin, lướt Facebook các thứ. Ok, không cần phải sử dụng lao động ở chỗ cái khâu này nữa. Bây giờ việc sản xuất phở ở Việt Nam này
chúng ta hãy nói không với lại phở khô và chúng ta sẽ tiến đến phở tươi. Và chúng ta không cần con người để có thể làm ra phở, chúng ta có một cái hệ thống tự động đơn giản và chúng ta có thể làm được phở như thế này. Bây giờ hồi nãy chúng ta trộn 10 kg bột, có nghĩa là 20 mấy lít bột gạo, và chúng ta chuẩn bị xong rồi, không còn một cái gì nữa cả, thấy không? Chạy rất nhanh, sản phẩm ra đạt chất lượng, tự động, không có bàn tay con người vào, thì cái sản phẩm của chúng ta ra cái tiêu chuẩn rất đồng đều. Đó, bây giờ mình và kỹ thuật của công ty rất là nhàn luôn, nó chỉ tới lâu lâu thăm máy chơi cho vui thôi, không ai đụng tới cái hệ thống điều khiển cả. Mình nghĩ cái dàn máy này xứng đáng để các bạn đầu tư và đem một dàn máy này qua bên nước ngoài hoặc những nhà hàng cao cấp. Chúng ta hãy đầu tư một cái hệ thống như vậy, chúng ta sẽ sản xuất được phở hoàn toàn tự động. Cái hệ thống của chúng ta chạy rất là nhanh gọn, công suất thì cao, đảm bảo được chúng ta là cung cấp từ 1 tới 2 nhà hàng. Bên cạnh đó thì chúng ta không cần phải sử dụng con người vào cái vấn đề mà sản xuất phở nữa, đúng không? Khi mà để mình coi coi là cỡ tầm 10 kg bột thì chúng ta sẽ chạy trong vòng bao lâu với một cái hệ thống hoàn toàn tự động như thế này. Hiện tại là 17:03, chúng ta đã chạy được cỡ tầm 12 phút. Cái lượng phở của chúng ta tăng lên, mình không có lấy ra, lượng phở của chúng ta đều tăng lên và được xếp tự động như vậy. Sau khi sản xuất xong thì chúng ta để ra môi trường, nhiệt độ môi trường cỡ tầm 15 phút và chúng ta có thể sử dụng được. Này, ngoài ra thì cái chất lượng cọng phở cũng rất là ok. Đây nè, nó rất là dai, thấy không? Tại bột của chúng ta đều quá nên nó rất là dai, thấy không? Từ tận những cái cọng phở này nè, đó, rất là dai, ngon. Đó, đây là cọng phở mảnh, thấy không? Giống như những cái thương hiệu phở ở Việt Nam hiện giờ đang xài ở trong Sài Gòn, thấy không? Cọng phở mảnh cũng giống như tất cả những cái hình thức, giống như là chúng ta có thể chạy được bún nè, chúng ta có thể chạy được mì quảng nè, sợi phở to nhỏ đi, những cái video cũ của Hải đã thể hiện rồi nên mình không có làm nữa. Hôm nay mình sẽ thử cái vấn đề tự động của cái máy này. Khi mà cái mực bột của chúng ta xuống thì máy của chúng ta sẽ tự động cảm biến được. Và hiện tại cái hệ thống của chúng ta tiếp tục bơm, nhưng mà vì hết bột rồi không nên là chúng ta sẽ nghỉ và chúng ta sẽ không bơm nữa, và nó chạy hết cái lần bột này, coi như là đã hoàn thành cái vấn đề sản xuất mô phỏng của ngày hôm nay. Hết bột trong cối rồi thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Rất đơn giản luôn, chúng ta sẽ tiến hành khóa cái van này lại. Rồi, đó, các bạn thấy không? Không còn bột nữa, nó sẽ hút không khí nè. Đó, bột của chúng ta sẽ được đẩy lên nè. Đó, đẩy hết lên. Đó, qua cái hệ thống phễu và chúng ta sẽ tiến hành sản xuất rất là nhanh gọn. Không, chúng ta sẽ tiến hành tắt cái hệ thống bơm đi. Đây, chúng ta sẽ tiến hành tắt cái hệ thống bơm đi. Không, máy của chúng ta hoạt động, thấy không? Cái máy trộn bột, bơm bột tự động này sẽ được tắt. Sau đó là cái máy này nó chạy hết cái phần bột còn lại, nó sẽ không báo cái tín hiệu về nữa và chúng ta sẽ thu được. Sau khoảng 18 phút vận hành thì chúng ta đã thu được một đống phở như thế này, rất là nhiều luôn. Thì bây giờ để mình chạy phở xong, đúng không? Thì mình sẽ test thử coi cái sợi phở của mình có đủ độ dai hay không và khi nào mà vô nước nóng thì nó như thế nào, thấy không? Thì bây giờ mình sẽ xin phép lấy một ít phở ra. Đây, lấy một ít thôi để tượng trưng thôi. Đó, mình để vô cái tô đá. Tô đá hiện giờ là phở thấu đá đây là đang là hot trên thị trường nữa các bạn. Đó, bây giờ trend của nó là phở thấu đá. À, để vô đây. Rồi chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta sẽ tiến hành là bỏ nước sôi. Nước sôi là ấm siêu tốc, rất là nóng. Đúng không? Và nước sôi già là càng tốt nữa. Đó. Mình sẽ bỏ vô để mình thử phở cho các bạn coi. Cái này mà có thêm một chút nữa nước phở này là ngon. Đó. Những anh chị bên nước ngoài là sử dụng cái phở này là quá ok. Đó. Anh chị thấy không? Này. Đó, phở mà chúng ta kéo nè. Đây nè. Đó, camera quay giùm nè. Kéo nè. Đó, phở chúng ta kéo nè. Đó, phở chúng ta kéo nè. Đó. Nè, camera quay giùm nè. Phở chúng ta kéo sau khi vô nước nóng mà nó không đứt nè. Đó. Cả đó, rất là dai luôn. Đó, nè, không đứt nè các bạn. Đó, da rất là dai. Nó bị tuột thôi. Đó. Ví dụ mà nếu mà kéo lên một cọng phở lên nó đứt hay không đứt là biết. Đó. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Cái cọng phở của chúng ta rất là dài nè, nhúng. Do cái đũa này là đũa ăn liền nó mau đứt quá, mau rớt quá, đó. Thấy không? Cọng phở của chúng ta đây. Bây giờ mình sẽ lấy lên một cái. Cho các bạn coi. Cái tay mình thì không thể nào mà đứt được. Rớt được nè. Đó các bạn thấy không? Không đứt. Siêu dài à, này, có dư cộng thun à, sau khi vô nước nóng rồi vẫn quay được.
như cộng thùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi cái buổi review ngày hôm nay. Máy làm phở 2021 cũng giống như là máy trộn bột phở tự động. Đây là một dây chuyền thu nhỏ để đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất vừa và nhỏ cho những cái nhà hàng ở trên thế giới cũng giống như là những cái resort, những khách sạn lớn. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Các bạn hãy like và subscribe cho cái kênh YouTube của Hải để đón xem được những cái video mới hơn, những cái công nghệ mới ở trong ngành sản xuất thực phẩm. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.